này phải hút máu ra. Cái này là phải nặn á. Tôi chết rồi. Chết rồi. Gọi hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt. Alo. Anh cố gắng bình tĩnh nào. Giúp nạn nhân bình tĩnh. Vận động khiến tim đập nhanh và mạnh, độc tố sẽ lan ra nhanh hơn. Để vết cắn thấp hơn tim. Vệ sinh sát trùng vết cắn. Băng ép cố định để hạn chế nọc độc di chuyển vào máu. Không chích, rạch vết cắn. Không hút nọc độc bằng bất kỳ hình thức nào. Không uống rượu, chất kích thích vì làm nọc độc lan nhanh hơn. Không chườm nóng, lạnh.